Hai chào các bạn và các anh chị. Trong cái thời gian vừa qua rồi cũng có một vài anh chị em hay hỏi thăm Phong về cái con Aruba, và nói chung là cái việc hỏi thăm chủ yếu để chọn lựa chúng ta sẽ chọn lựa như thế nào, cái con nào nó phù hợp và cũng so sánh một xíu. Thì thật sự là Phong cũng rất là ngại việc so sánh. Chúng ta rất là khó so sánh chứ không phải là không. Nhất là nếu như trường hợp một vài chị hỏi Phong là so sánh giữa cái con IAB 135 và cái con IAB 205, thì trước khi vào vấn đề thì Phong khẳng định luôn là chúng ta không thể so sánh con IAB 105, 135 và con IAB 205, vì đơn giản hai cái này là hai cái thế hệ của Wi-Fi khác nhau. Con 205 là chuẩn AC và con 105 và 135 là chuẩn N, thì chắc chắn chuẩn N chúng ta khó thể so sánh được với chuẩn AC. Khẳng định là chúng ta chuẩn AC nó vẫn hơn chuẩn N. Do đó chúng ta trên một cùng một cái hãng như Aruba thì chắc chắn cái thiết bị mà chuẩn AC nó có cái khác biệt so với chuẩn N. Do đó chúng ta sẽ bỏ qua một số vấn đề. Bây giờ chúng ta đi vào chi tiết. Cái cụ thể là bây giờ Phong có một cái người em họ muốn chọn lựa giữa con 135 và con 205, và hôm nay chắc chắn là họ sẽ mua một con. Thì Phong nói đơn giản như thế này: nếu như trường hợp chúng ta so sánh thì chúng ta có nhiều cái tiêu chí để so sánh. Chúng ta so sánh trên cái chuẩn như là đời đời AC, đời N, đời AC, đời AC tu và Wi-Fi 6. Đó là mỗi cái tiêu chí về cái gọi là cái công nghệ và kỹ thuật là một. Cái thứ hai, chúng ta bắt đầu so sánh về cái tiêu chí về cái sức mạnh của từng con. Giả sử như là cũng chuẩn N thì cái con 135 nó có cái mạnh hơn cái con 105 là chắc chắn. Nó mạnh hơn con 105 nhiều thứ, như là cái độ rộng, cái mà cái pixel, và các cái thông số như là phần cứng như RAM, flash này này kia chẳng hạn. Đó là cũng là một trong những cái tiêu chí mà chúng ta so sánh ở cái mặt gọi là cái cấu hình và hạt que. Rồi chúng ta có thể, một vài anh chị trong chúng ta có thể so sánh ở cái tiêu chí là chạy về OS, load OS, load firmware. Chẳng hạn như thế này: Phong mua một con Aruba thì Phong xài là Phong nghĩ rằng là Phong xài 1 năm sau đó Phong bỏ. Thì Phong có thể mua một con có thể chạy một cái firmware cũ và nó không có một cái khả năng upgrade lên về sau này, mở rộng về sau này. Chẳng hạn bây giờ Phong có một cái căn nhà, Phong mua một con thiết bị mà Phong muốn xài nó 10 năm, mà trong quá trình 10 năm đó Phong lại cần có mua một thiết bị mới nữa của Aruba nó Phong gắn vào, thì lúc này Phong phải tính đến việc là cái con này nó có chạy được OS cùng với lại cái con mà Phong sẽ mua 10 năm nữa hay không. Do đó, lý do đó chúng ta có nhiều cái tiêu chí để chúng ta chọn lựa, và mỗi một cái tiêu chí như vậy có những cái đối tượng là chúng ta không trùng hợp nhau. Có thể là nó đúng với Phong nhưng nó không đúng với anh chị, nên do đó chúng ta không nói. Phong ở đây Phong không nói rằng là Phong nói đúng, mà Phong đang dựa vào tiêu chí của bản thân mình để mà mình so sánh hai cái thiết bị trên cái nhìn của mình. Cái nhìn của Phong ở đây đó là gì? Đó là khả năng về công nghệ và đó là mức chi phí đầu tư. Thì Phong đang so sánh ở đây là gì? Ở đây là Phong có con 135 và con 205. Thì đầu tiên các bạn thấy là Phong đang để maximum ha, để cho các bạn nhìn thấy cái maximum của cái con 205. Phong đang đẩy ra mid power là maximum, ở min là chạy maximum công suất ha, có nghĩa là nó có bao nhiêu chạy hết bấy nhiêu ha. Và con 135 này tương tự không vậy, Phong đẩy công suất là maximum có bao nhiêu chạy hết bấy nhiêu ha, và Phong giới hạn chỉ chạy ở những channel cuối. Rồi là một. Thứ hai nữa là các anh chị sẽ biết là
Ở đây Phong cũng đang chọn Khao Trì. Khao Trì là Phong đang chọn Khao Trì là PA, Panama. Tương tự như vậy, con bên này Phong cũng chọn Khao Trì là PA, là Panama, các bạn ạ. Hai con này xem như là hiện nay là đang có những cái lựa chọn tương đồng. Panama, các anh chị ha. Rồi. Sau khi bây giờ Phong nói về cái việc là cái tiêu chí, thì Phong đang có một cái sóng 2.4 ở channel 11 là 21, và đang có 21 dBm, maximum là 21 dBm cho con 205. Thì ở cái sóng 5 GHz, Phong đang có cái maximum cho cái channel 149 đó là 25 dBm, 25 dBm. Một con 205 đang có maximum 2.4 là 21 dBm và 5 GHz là 25 dBm. Bây giờ chúng ta qua xem cái con Aruba 135, thì anh chị cũng thấy là Phong đang có maximum sóng 2.4 của con 135 là 21 dBm và 5 GHz của 135 nó sẽ là 22 dBm. Trong wifi thì cũng các anh chị biết rồi đó, lệch nhau 3 dBm là một con số tương đối là ấn tượng, một con số tương đối là lớn. Do đó là cái khi dùng, các anh chị nói ơi trời ơi, có 1-2 dBm mà là gì, thì Phong khẳng định ở đây là 3 dBm là một con số công suất có sự khác biệt, một con số công suất có sự khác biệt rất lớn. Do đó là việc công suất của con 135 thấp hơn công suất của con 225 ở sóng 5 GHz là hoàn toàn nhìn thấy rõ. Điểm thứ nhất là về công suất 5 GHz là con 2.5 hơn hẳn con 3135. Bây giờ chúng ta quay lại ở cái màn hình của Insider. Phong đang có màn hình Insider, và các anh chị nhìn ha, là nếu như hiện nay là Phong đang chọn cái IAB 205 thì các anh chị thấy đây là biểu tượng được đánh dấu. Thì đầu tiên các anh chị phải nhìn thấy là cái độ rộng kênh của con 205 nó gấp đôi cái hình MM này là của con 305 này ha, 335 này ha, con 135 này, quên quên con 135, sorry, con 135 nó chỉ có độ rộng kênh bằng một nửa của con 205. Các anh chị nhìn thấy ha, đây là nó được ghép bởi hai kênh 20. 5 GHz của nó đang có hai kênh 20 để tạo thành một độ rộng là 40 MHz. Ngược lại con 205 nó được ghép bởi 4 kênh 20 MHz thành tạo thành một độ rộng kênh lớn là 80 MHz. Các anh chị hà nhìn ha, mỗi một ô như thế này của nó là 20 20 MHz, và con 205 nó có độ rộng kênh to gấp đôi con 135. Độ rộng kênh này giúp cái gì? Độ rộng kênh này giúp cái thông luồng giữa cái thiết bị truyền, giữa cái thiết bị đầu cuối và cái bộ thu phát được một cái thông lượng cao hơn. Giả sử chẳng hạn ở con 135 chúng ta chỉ có maximum là 300 MHz. Các anh chị nhìn, maximum là 450 MHz cho 3 bạc sồ. Có nghĩa là nếu bạn có một cái kẹt wifi 3 bạc sồ thì bạn có sẽ kết nối được là maximum 450 mb. Còn nếu trường hợp ở cái con IAB 205, giờ nó là chuẩn AC và nó có độ rộng kênh là 4 lần, và nó đã tạo lên một cái thông luồng lớn hơn, đó là một cái lưu lượng tốt hơn, đó là 866.7 ha, 866.7 mb ha. Thì các anh chị thấy rồi, chắc chắn là ở cái con IAB 205 nó có cái tốc độ truyền giữa máy trạm và con thiết bị sẽ tốt hơn, nó tốt hơn còn 135 rất nhiều. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem ở cái mức mà mới nãy chúng ta đang nói về cái độ cái công suất phát,
cái công suất phát mà 22 dBm và 25 dBm thì nó sẽ có một chút sự khác biệt. À, mấy anh chị thấy ha, sóng của con 205 nó sóng 205 nó luôn luôn trội hơn. Và ở đây là công suất được nhận diện. Công suất được nhận diện bởi cái thiết bị của Phong đạo nhận là 30 dBm cho cái 205. Âm 30 dBm nha các bạn. Con số này càng nhỏ thì chứng tỏ thiết bị đầu phát càng mạnh nha. Và ở đây là 135 nó sẽ là âm 35 dBm nha. Các bạn sẽ thấy là công suất của đầu phát 135 thấp hơn của 205 ha. Tương tự như vậy bạn sẽ nhìn thấy cái 21 dBm của con 21 dBm của con 135 và 21 dBm của con 205. Hai con này có một chút sự khác biệt nhau. Tại sao nó lại có một chút sự khác biệt nhau? Bởi vì đơn giản là nó có thể là do hai cái vị trí nó không có phải là đúng chính xác là cùng một điểm. Cái thứ hai là nó có một chút hai cái công suất này nó sẽ có một chút sự khác biệt nhau. Nó nằm ở chỗ cái anten. Hai cái con thiết bị wifi này có hai cái anten được thiết kế khác nhau, được option khác nhau, nó sẽ tạo nên hai cái công suất khác nhau, độ lợi anten khác nhau ha. Các bạn thấy là con 135 nó vẫn có một chút yếu thế hơn con 205 ở cái công suất 2.4. Và nó, tóm lại là chúng ta sẽ thấy là con 205 nó trội hơn hẳn con 135. Ở 2.4 con 205 nó sẽ là âm 33 dBm cho sóng 5 GHz và âm 30 dBm cho sóng 2.4 GHz ha. Rồi con 135 nó sẽ là âm 36 dBm cho sóng 5 GHz và âm 35 dBm cho sóng 2.4 GHz. Rồi các bạn nhìn này nè, đồ động kênh ha, đồ động kênh của con Aruba mà 2.4 nó sẽ là 20 và con Aruba 135 độ rộng kênh 2.4 sẽ là 20 MHz và 5 GHz của nó là 40 MHz ha. Tương tự như vậy độ rộng kênh của con 205 nó sẽ là 20 MHz cho sóng 2.4 và 80 MHz cho sóng 5 GHz ha. Rồi các anh chị thấy là đó là một vài cái thông số so sánh sơ qua của hai con này ha. Hai con này có nghĩa là một con cung cấp maximum được 450 mbit và một con 450 mbit cho sóng 5 GHz ha. Và cho 3 bạc sồ, sorry các bạn, là cho 3 bạc sồ có nghĩa là bạn có một cái kẹt mạng Wi-Fi có 3 râu kết nối được 3 luồng thì các bạn có maximum được 450. Và tương tự như vậy, nếu như mà bạn kết nối một chuồng AC có cái kẹt AC thì bạn để đạt được 866.7 ha. Vì vậy bây giờ Phong sẽ có thử ở đây là Phong sẽ thử một cái kết nối Wi-Fi vào hai cái thiết bị này ha. Đây các anh chị thấy ha, nếu như một cái kẹt quay lịch của Phong kết nối vào con 135 nó sẽ đạt được 450 MHz ha. Kẹt của Phong maximum sẽ kết nối vào con 135 được 450 MHz ha. Tương tự như vậy nếu như trường hợp mà Phong kết nối vào con EB205 thì nó sẽ như thế nào các chị ha. Rồi, lúc khi mà Phong kết nối vô con chuẩn AC, Phong để được maximum cho cái kẹt của Phong đang có là 866.7 mbit ha. Rồi sau đây đừng có để ý lắm cái lượng Phong đọc. Phong cũng hay bị lẫn lộn nha mấy anh chị ha. Phong mày hay bị lẫn lộn một xíu nha. Cái đó cũng không có gì mà ghê gớm cả. Có đôi khi đọc sai ha, đọc sai cái đơn vị. À, cái đơn vị. Đây là 450 mbit ha.
450 Mbit cho con 135 và 866.7 Mbit cho con 205 ha, 866.7 Mbit cho con 25. Có nghĩa là thông tạo được một cái thông luôn, có nghĩa tạo được một cái đường, một cái con đường mà con đường nó rộng, giả sử nói theo cách nông dân là con đường này nó có độ rộng là 866.7 mét bề rộng con đường. Và tương tự như vậy ở cái kết nối vào cái con 135 thì nó có đạt được độ rộng maximum tối đa, độ rộng của con đường là 450 mét. Chẳng hạn vậy, một bên là 866.7 mét và một bên là 450 mét. Thì các bạn hiểu rồi, con đường càng rộng thì ta đi thông thoáng và ta chạy xe nhanh hơn, đúng không? Rồi, ok. Rồi, đó là một vài cái thông tin cơ bản nhất thôi. À, còn có rất là nhiều những cái thông tin mà chúng ta có thể so sánh được, cái đó là Phong dành cho các bạn chịu khó tìm hiểu. Rồi, bây giờ Phong sẽ đi di chuyển con laptop của Phong đến một khu vực cách xa hơn cái thiết bị của mình. Ừ. Thì các bạn nhìn ha, đây là hai con IAB đã được, hai con thiết bị Phong có để nó tương đối là gần nhau nha các bạn ha. Không biết là trên cái hình có thấy được không. Nha, đó, hai cái thiết bị đã để sát bên nhau nha các bạn ha. Hai thiết bị đã để sát bên nhau. Do đó nếu mà chúng ta có cái câu hỏi là anh để có thể vị trí nó khác nhau, bạn có để vị trí khác nhau thì có thể có những cái thông số khác nhau. Ừ. Rồi, bây giờ Phong di chuyển lên một cái khu vực, chúng ta sẽ có một cái hạn chế về cái gọi là cái xuyên trần, xuyên bê tông gì đó ha. Thì bây giờ Phong đi lên lầu và Phong vào trong một cái phòng. Ừ. Phong vào trong một cái phòng ha. Và Phong khép cửa. Thì Phong cũng xin nói ở đây là nói chung là mỗi một cái địa hình nó sẽ có một cái sự khác nhau mấy em anh chị ha. Có một chút sự khác nhau. Nên nhà Phong có thể là không giống nhà các bạn, mà có thể có những sự khác biệt ha. Rồi, bây giờ là Phong đi lên trên này. Phong sẽ quét lại ha, Phong tắt cái insider đi để Phong quét lại nha các bạn ha. Tạm thời sẽ Phong disconnect cả hai kênh, cả hai thiết bị. Giờ cái insider của Phong nó load không được. Các bạn chờ Phong xíu ha. Rồi bây giờ Phong lên trên lầu và các bạn sẽ nhìn thấy cái Phong disconnect luôn cả cái hai thiết bị, tại vì các cái chuẩn thiết bị nó sẽ có một cái vài cái tính năng, đó là nó beam ha. Thì khi lên trên lầu vượt qua các cái sóng, vượt qua các cái vật cản ha, vượt qua các cái vật cản thì các bạn sẽ thấy là ở sóng 2.4
Ở sóng 2.4 thì con 135 có một chút lợi thế hơn con 205 ha. Trong khi đó khi mà mình nãy phong dưới lầu thì nó lại thu con 205. Nhưng khi phong lên trên lầu thì sóng 2.4 của con 135 nó có sự khác biệt hơn con 1 con 205 ha. Rồi, nhưng mà ngược lại thì các bạn vẫn thấy là con 205 nó vẫn có sóng 5 GHz tốt hơn con 135 ha. Nè, sóng 2 GHz của con gâu sóng 5 GHz của con 205 nó tốt hơn con 135. Là chắc chắn. Rồi. Đó. Rồi các bạn cũng hay nói về cái con rít kết, nó có cái xuyên bê tông xuyên tầng gì đó ha. Rồi chắc là bạn cũng thấy rồi, đây Phong có sóng của con rít kết. Sóng con rít kết ha. Rồi, các bạn thấy không? Rồi bây giờ Phong thử kết nối vào cái con bây giờ Phong thử kết nối vào con 205 nha. Đây ha các bạn ha. Phong kết nối đang kết nối vào con 205. Đây. 86.7 Mbit ha. 86.7 Mbit nha các bạn ha. Rồi, tương tự như vậy Phong sẽ kết nối vào con 135. Tốc độ kết nối của vào con 135 nó chỉ đạt ở mức 150 Mbit, và có lẽ là chắc nó đang kết nối vào sóng không nhìn thấy được là nó đang kết nối vào 5 GHz hay 2.4 GHz. Đến đây cho Phong tạm dừng cái việc chúng ta review cái giữa hai con 135 và 205 nha. Phong chào các bạn và các anh chị ha. Còn việc mà chọn lựa để mua cái thiết bị nào và trang bị nó ra sao thì cái đó là tùy thuộc vào cái nhu cầu cũng như cái tính toán thực tế của mỗi anh chị trong quá trình mình đầu tư. Chẳng hạn như là chúng ta có bỏ ra cùng một khoản tiền thì chúng ta nên chọn lựa cái thiết bị nào, cũng như là chúng ta sẽ tính toán đường lâu dài cho một thiết bị nó ra sao. Trong quá trình sử dụng thì ngoài các cái việc mà dùng mỗi con thì chúng ta còn có những cái tính toán là việc chạy chung giữa con thiết bị này và con thiết bị khác. Do đó mỗi cái tính toán đó anh chị sẽ quyết định đầu tư tiền và mua cho con thiết bị nào. Rồi chào các anh chị và các bạn.